Batterbond, keo dán chuyên dụng dành cho xây dựng, vượt trội so với thị trường. Keo có thời gian khô nhanh, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, phù hợp thời tiết nóng ẩm của Việt Nam. Keo dán siêu dính, độ chịu lực cao. Keo màu trắng trong nên ít lộ keo, đạt độ thẩm mỹ cao. Giá thành cạnh tranh. Được sử dụng để ghép nối hầu hết các vật liệu xây dựng. Keo dán đa năng Batterbond là keo dán thay thế đinh vít, chuyên dùng để dán gạch, gỗ, đá, alu, formex, inox. Keo dán siêu dính Batterbond chuyên dụng trong thi công biển quảng cáo. Keo dán Batterbond thi công dán phao chỉ thật cao, nội thất trong nhà. Keo dán Batterbond thi công ngoại thất, làm mái tôn, gắn đá, dán tấm PVC, tấm alu với khả năng chống thấm, chống dột. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Vật liệu Xây dựng. Chúng tôi đã mang đến một sản phẩm tốt nhất tới các công trình lớn nhỏ tiêu biểu trên khắp cả nước. Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi. Có thể kể đến các lĩnh vực tiêu biểu sử dụng nhiều đến keo dán đa năng Batterbond như ngành nghề thi công bản biển hiệu quảng cáo, ngành nghề thi công dán phao chỉ thạch cao trong nhà, dán tấm PVC giả đá, dán tấm PVC giả gỗ, dán sàn nhựa giả vân gỗ, dán gạch, dán đá trong xây dựng. Đặt hàng online để được giao hàng tận nơi tại các kênh uy tín. Batterbond phân phối trên toàn quốc.